các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm không khí là tác nhân ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Chất lượng không khí ở Hà Nội đang ở mức đáng báo động. Bụi mịn PM2.5 có thể thâm nhập vào phổi và các hệ thống tim mạch, gây ra các bệnh nguy hiểm về đường hô hấp. Để bảo vệ bản thân và gia đình toàn diện, một chiếc máy lọc hay quạt lọc không khí là thứ không thể thiếu. Với một máy lọc không khí, bạn sẽ biết chính xác tình trạng không khí trong nhà hiện tại với cảm biến đo bụi siêu chuẩn xác. Bộ lọc nhiều lớp giúp giữ lại đến 99,97% vi khuẩn và bụi mịn dù là nhỏ nhất. Tốc độ phân phối không khí cao giúp bạn nhanh chóng tiếp cận với nguồn không khí sạch. NanoCloud, một công nghệ cho phép làm ẩm không khí và giúp giảm lượng vi khuẩn phát sinh trong môi trường. Còn nhiều các công nghệ tiên tiến khác giúp sức khỏe gia đình bạn luôn được đảm bảo. Vậy thì mua ở đâu? Tại Germany S&T có đầy đủ tất cả các sản phẩm máy lọc không khí chất lượng cao. Tết này với mong muốn khách hàng sẽ có một sức khỏe dồi dào, Germany S&T sale tất cả các sản phẩm máy và quạt lọc không khí tối đa lên đến 50%. Chương trình áp dụng tại cả hai miền Nam Bắc. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan tâm đến sản phẩm nào, hãy nhắn tin ngay hoặc ghé qua showroom của Germany S&T để tư vấn chi tiết nhé. Chương trình áp dụng từ mùng 10 tháng 1 đến mùng 7 tháng 2 năm 2024. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.